Hello, my dear students. Welcome back to series about learning tiếng Anh 7, Global Assessment. Here we are at Unit 12, English-speaking countries. Thank you very much and let's support each other, right? Xin chào các con, chào mừng các bạn đến với chuỗi video cô chủ hướng dẫn các con học chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ cô Thúy thông qua kênh Học tiếng Anh với cô giáo làng và hãy tiếp tục ủng hộ kênh của cô với một like, chia sẻ kênh, theo dõi kênh đúng không? Và xem các cái video cô giáo đang đưa ra để hướng dẫn cho chúng ta các cái nội dung liên quan đến buổi học, đến các cái chủ đề các con học theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chúng ta đang ở bài học số 12, các nước nói tiếng Anh. Chúng ta sẽ cùng đi đến qua các cái thông tin, các cái nội dung của bài để chúng ta sẽ ngấm sâu hơn cái nội dung của chủ đề này các con nhé. À, chúng ta thấy có bạn Mark và bạn Phong đúng không? Các bạn đang nói chuyện với nhau. Và chúng ta có holiday in Australia, kỳ nghỉ ở nước Úc đúng không ạ? Và chúng ta có Australia hay nước Úc cũng là một cái quốc gia mà nói tiếng Anh đúng nhỉ? Và chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện của các bạn như thế nào, có liên quan gì đến chủ đề chúng ta đang hướng tới hay không? Let's How was your holiday in Australia, Fong? It was fantastic. I got to use my English in real life, asking for directions, reading maps, talking to local people. Oh, your English is much better. Thanks. Did you travel a lot? Just around Melbourne, the city with four seasons in a day. Wow, I didn't know that. How was it? It was great. We took a tour to Phillip Island. What did you see? We went penguin watching. It sounds pretty exciting. It was. Australia has amazing landscapes. Yes, and Australians love outdoor activities. Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches. I'm glad that you had a wonderful time there. Thanks, Mark. Okay, alright. Chúng ta có như sau. À, bạn Mark và bạn Phong là gì ạ? Kỳ nghỉ của bạn ở Australia như thế nào hả Phong? Nó rất là tuyệt vời. Tớ đã có cái cơ hội sử dụng tiếng Anh ở trong cuộc sống, đúng không? Hỏi đường này, tớ đọc được bản đồ này, tớ nói chuyện với người dân địa phương. Ồ, tiếng Anh của cậu chắc sẽ tốt hơn đấy. Cảm ơn Phong. À, cảm ơn cậu. Rồi, cậu có đi lại nhiều không? Tớ chỉ ở xung quanh Melbourne thôi, thành phố với 4 mùa trong một ngày. Ồ, tớ chưa biết điều này luôn. Thế thời tiết lúc đấy, cái việc cậu trải nghiệm ở đó như thế nào? Nó rất là tuyệt vời. Tớ đã có một chuyến đi đến đảo Phillip. Cậu xem gì ở đấy? Chúng tớ đã xem những con chim cánh cụt. Wow, thật là quá là phấn khích luôn. Tất nhiên là như thế rồi. Ở nước Úc thì có những cái cảnh rất là đẹp. Ừ, và người Úc thì rất là thích các hoạt động ngoài trời đúng không cậu? Chính xác. À, có rất nhiều người tận hưởng cái không gian ở bãi biển và cả những công viên nữa. Tớ rất là vui vì cậu đã có thời gian thật tuyệt ở đó. Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé mắt. Đó là câu cuối cùng của bạn Phong, đúng không? Và qua cái câu chuyện của các bạn thì chúng ta thấy là gì ạ? À, các bạn ấy đang nói về cái gì các con nhỉ? Chúng ta có đáp án là gì? Kỳ nghỉ của bạn Phong ở Australia hay là các nước nói tiếng Anh hay là chuyến đi đến đảo Phillip? Thì chúng ta có đáp án ở đây sẽ là Phong holiday to Australia, kể về chuyến đi của bạn đến nước Úc như thế nào đúng không nhỉ? Sang phần số 3 thì các con sẽ đọc đúng không, và các con sẽ điền các cái thông tin chúng ta có. Chúng ta có là gì ạ? Điền cái thông tin theo các con thông tin đấy chúng ta thấy ở trong bài đoạn hội thoại giữa bạn Mark và bạn Phong không đúng không? Câu số 1, ở Australia Phong đã sử dụng tiếng Anh trong đời thực có không các con nhỉ? Chính xác là có đúng không? Vì bạn ấy đã làm gì? Có thể hỏi đường này. Bạn ấy đọc bản đồ này, nói chuyện với người dân địa phương đúng không ạ? Phong đã đi đến một số viện bảo tàng. Từ khóa chúng ta có là viện bảo tàng và câu này thì chúng ta không thể có đúng không ạ? Bạn ấy đi là đi đâu ạ? Đi đến đảo Phillip xem chim cánh cụt đúng không ạ? Phillip là một đảo khá xa so với Melbourne. Chúng ta thấy cái thông tin này có xuất hiện không? Câu số 4, Australia, nước Úc thì rất là đẹp. Có đúng không nhỉ? Và những người dân Australia, người Úc thì rất là thích hoạt động ngoài trời. Đó đúng không ạ? Chúng ta có đúng không? Yes, and Australians love outdoor activities. Alright. Như vậy câu số 2 và câu số 3 con chú ý không đề cập đúng không ạ? Đó. Vì nó chỉ nói là gì ạ? Bạn Phong đi đến một vài nơi nhưng không đề cập đến museum đúng không? Câu số 3 là gì ạ? Xa so với Melbourne, cái đảo này xa nhưng bạn ấy chỉ nói là bạn ấy đi đến đảo Phillip chứ không nói là đảo đấy là gần hay xa, nên chúng ta khi chúng ta xác định thông tin chúng ta phải xem nó là
có đúng, có chính xác so với nội dung của bài chúng ta đang có hay không. Tiếp theo chúng ta có từ landscape là cảnh này. Đây là xem chim cánh cụt này, người Úc này, đảo này, sunset. Và với cái từ đảo này cô nhắc các con chú ý là island. Ok, chúng ta có từ island. Alright. Câu số 1 này, đây là bức tranh của cái gì đó, phong cảnh của làng tôi, đúng không nhỉ? Bạn đã đi đi bạn đã đi ở đâu đúng không? Bạn đã đi đi xem, đi ngắm chim cánh cụt ở đâu đúng không? Từ ngắm chim cánh cụt trên bờ biển. Is Phú Quốc Ấn, Phú Quốc có phải là một hòn đảo không đúng không ạ? Island. Alright, đúng rồi, nó là một hòn đảo. Chúng tôi đã ăn tối ở bờ biển sau sau khi mặt trời lặn đúng không ạ? Hầu hết thích các hoạt động thể thao và các trò chơi ngoài trời. Hầu hết người Úc thích các hoạt động ngoài trời. Outdoor activities means outdoor sports and games. Alright. Đến phần số 5 thì các con sẽ nối thủ đô với các cái quốc huy của các nước tương ứng với các quốc gia chúng ta có. Thì câu số 1 các con nhìn tranh đây chính là nước Mỹ đúng không ạ? Nước Mỹ thủ đô là Washington DC. Ok. Dạ, các bạn chờ cô khoảng 30 giây ạ. Câu số 1 chúng ta có USA and Washington DC. Ok. Canada thủ đô là Ottawa. Ok. London, UK, alright. Australia, Canberra. And New Zealand, Wellington. Wellington là thủ đô của nước New Zealand. Canberra, thủ đô của Australia, đúng không? London, ok, Canada and the USA, Washington, DC. Alright. Sang đến phần tiếp theo là phần chúng ta đã đi qua phần getting started. Chúng ta sẽ di chuyển sang phần closer look 1. Để chúng ta sẽ ôn tập về từ phát âm và từ vựng. Chúng ta sẽ đi đến phần từ vựng trước các con nhé. Chúng ta sẽ đi đến phần từ vựng trước nào. Sorry. Sorry. Đó, chúng ta đi qua phần getting started rồi này. Chúng ta bắt đầu ở phần từ vựng. Thì với phần từ vựng này thì chúng ta sẽ có từ các con sẽ đọc là tattoo hoặc là tattoo đều được. Đúng không? Từ này có nghĩa là hình xăm này. Island country, quốc đảo, đúng không ạ? Scottish kilt. Kilt là cái trang phục truyền thống của người đàn ông ở Scotland, đúng không ạ? Castle là lâu đài, kangaroo là chim cánh cụt và coastline là đường bờ biển. Đấy, thì nó sẽ có các từ tương ứng với các tranh như sau. Number one is kangaroo. Ok. Kangaroo. Alright, number 2 is island country. Quốc đảo ở dưới nước đấy làm sao? Bốn biển đều là đảo, đúng nhỉ? Các con nhìn đây chính là hình xăm của người New Zealand, đúng không? Tattoo. Alright. This is Scottish kilt. Đây là cái trang phục truyền thống của người đàn ông ở Scotland. Đây sẽ là lâu đài đúng không? Castle and this is coastline, đường bờ biển. Và tiếp theo là các chúng ta sẽ đi điền các từ còn thiếu vào các chỗ trống và đây là tất cả là tính từ nha. Yeah. Local là địa phương, amazing là tuyệt vời, native là bản địa, unique là độc đáo, nguyên bản, rất có duy nhất, and ancient là cổ. Từ đỉnh của ngọn núi chúng ta có cái cảnh như thế nào đấy, của valley là thung lũng ở phía dưới, như vậy chúng ta có cái gì ạ? Cái cảnh rất là tuyệt vời của thung lũng ở phía dưới. Scotland thì nổi tiếng với cái lịch sử rất là lâu đời và những cái lâu đài rất là cổ. Người ta có từ long là lâu đúng không các con, và lâu đài rất là cổ theo cái lịch sử của đất nước. Câu số 3, những cái hàng rào dài xung quanh các cái nông trang cừu ở nước Úc thì như thế nào đấy? Bạn không thể tìm thấy chúng bất cứ nơi nào trên thế giới, và chúng ta từ you can't find them anywhere else. Anywhere else in the world. Không thể nơi nào trên thế giới như vậy. Nó rất là gì? Nó rất là độc đáo, nó duy nhất, nó độc bản, đúng nhỉ? Khi mà bạn đến thăm một nơi mới, hãy nói chuyện với người như thế nào đấy, người dân địa phương, để chúng ta sẽ làm gì? Tìm hiểu sâu hơn về văn hóa. Kangaroo là con gấu, gấu, gấu túi đúng không? Là cái gì đấy của Australia. Đó là nhà của các cái loài này. Là bản địa của cái loài này, tức là nó được sinh ra lớn lên chứ không phải không được nhập từ nơi khác về, đúng không?
Phần số 3 là chúng ta sẽ làm việc theo cặp và các con sẽ thảo luận và con điền các cái từ và các cụm từ và đúng cái miêu tả của chúng. Ở đây ta có là gì ạ? Tower là tháp, capital là thủ đô, verb rise là cái phần rise là trèo đúng không? Rise boat là tàu, thuyền, symbol là biểu tượng. Ta có câu số 1 cái làm sao cái tòa nhà cao này, đúng không? Tòa nhà cao rộng này, với cái đỉnh của nó ở bên trên. Và chúng ta dùng từ này đó là từ tower là tháp, đúng không ạ? Từ tháp Eiffel này. Một cái đồ vật mà đại diện cho một nơi nào đấy thì ta gọi nó là biểu tượng, đúng không? Symbol, ok. Cái thành phố quan trọng nhất của một đất nước chính là thủ đô, đúng không ạ? Turn on a river, ok. Tour on a river, ta có là gì ạ? Một cái chuyến đi trên dòng sông, boat ride, làm sao đi trên thuyền, đi trên sông, đúng không nhỉ? Sang phần tiếp theo thì các con chú ý chúng ta sẽ nói về phát âm. Thì trong phần phát âm chúng ta sẽ có giọng đi lên và giọng đi xuống. Giọng đi lên chúng ta sẽ dùng với câu hỏi có không, yes no question. Và giọng đi xuống chúng ta sẽ có giọng với câu hỏi có từ để hỏi, với những từ để hỏi what, how, when, where. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nghe và các con sẽ nhắc lại và chú ý tới phần phát âm của các từ. Các con nhìn thấy mũi đi lên là chúng ta sẽ giọng chúng ta sẽ đi lên đúng không? Câu số 2, câu số 3 này, câu số 4, 5 là giọng đi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nào. 1. Can you speak English? Can you speak English? 2. Is Australia an island? Is Australia an island? 3. Will you visit Washington next year? Will you visit Washington next year? 4. What is the capital of Scotland? What is the capital of Scotland? 5. How big is Canada? How big is Canada? Okay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe. Theo cái thông tin chúng ta có các câu, các con dựa vào các câu. Chúng ta nghe trước, theo con thì giọng sẽ là đi lên hay đi xuống. Đây chúng ta có giọng đi lên xuống, chúng ta nghe sau đó chúng ta sẽ cùng chọn nhé. 1. Where is Canada? 2. Could you show me Singapore on this map? 3. How many states are there in the USA? 4. Is English an official language in Malaysia? 5. Do you know much about New Zealand? Đó, chúng ta sẽ cùng check các bạn nha các con. Đó, và chúng ta có các từ để hỏi với các câu. Các câu có từ để hỏi như là câu số 1, câu số 3 và thì chúng ta sẽ dùng giọng chúng ta đi xuống. Còn các câu còn lại chúng ta sẽ đi lên. Where is Canada? How many states are there in the USA? Could you show me Singapore in this map? Is English an official language in Malaysia? Do you know much about New Zealand? Thì các con chú ý chúng ta có các quốc gia như là Canada này, Singapore, USA, Malaysia, New Zealand. Ngoài các thông tin chúng ta nói về phần phát âm đây thì đây cũng chính là các quốc gia mà sử dụng tiếng Anh như là cái ngôn ngữ trong cái giao tiếp và gọi là ngôn ngữ rất là chính trong cái tiến trình gọi là hoạt động và làm việc của họ. Ngoài cái ngôn ngữ của trường học đấy, thì chúng ta nhớ để chúng ta có thêm cái kiến thức của mình. Phần close the loop 2 thì chúng ta sẽ nhắc tới cấu trúc so sánh, đúng nhá. Và các con nhìn này, chúng ta sử dụng the với so sánh nhất. Thành phố lớn nhất ở Australia là Sydney, đúng không ạ? Với cái tên của, làm sao ạ? Với cái tên của một vài nơi, đúng không? Ví dụ như là con trai tôi đang học ở nước Mỹ, thì nước Mỹ là kết hợp của các bang, nhưng nó dùng mạng từ the ở phía trước, đúng không ạ? Chúng ta nếu một trong số các cái từ đó là cái địa là tên ấy, thì nó là một cái danh từ phổ biến đúng không ạ? Thì chúng ta ví dụ như là danh từ chung như hòn đảo, cây cầu, tháp đúng không ạ? Dòng sông thì nó thêm mạng từ giờ phía trước. The Tower Bridge, cầu tháp đúng không ạ? Ở London thì làm sao ạ? Có trên 100 năm tuổi. Ở trong cách chúng ta sử dụng ân, the trong các trường hợp đúng không ạ? Câu số 1 chúng ta có Is Washington DC capital of USA? Washington DC có phải là thủ đô của nước Mỹ không? Thì con thấy đây là duy nhất.
nên chúng ta sử dụng mạng từ tơ, đúng không ạ? Bạn có thể đưa cho tôi một ví dụ về cái quốc gia nói tiếng Anh được không? Và các nhìn example ở đây là một từ bắt đầu bằng nguyên âm nên an example of an English speaking country. Ok? London Eye is great attraction in London. London Eye, đôi mắt London đúng không? Là một cái địa điểm thu hút khách du lịch ở London, đúng không nhỉ? Canada là quốc gia rất là lạnh. Is a very cold country. Là một quốc gia rất là lạnh. Tôi thích cái vùng đồng quê ở New Zealand, đúng không? Đó, thì chúng ta dùng các mạo từ tương ứng với cả cái thông tin. Câu số phần tiếp theo là con dùng mạo từ the với ba cái cách chúng ta vừa có mà giống nhân đây chúng ta không sử dụng the trong trường hợp đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta có là gì ạ? New York là một thành phố, chúng ta không sử dụng mạo từ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Câu số 1, tượng nữ hoàng tự do trong mạng từ giờ bởi vì đây là duy nhất, đúng không ạ? Thì ở thành phố New York is in New York. Câu số 2, quốc gia chúng ta cũng không sử dụng mạo từ, đúng không? Ví dụ như Việt Nam, ví dụ như là China, ví dụ như là England. Và tương tự như thế, Scotland là Scotland là một phần của Vương quốc Anh. Và Vương quốc Anh thì bao gồm các quốc gia giống như kiểu là chúng ta có nước Mỹ thì bao gồm các liên bang ở bên trong. Nên chúng ta sử dụng part of the UK. À, chúng ta có câu số 3, New Zealand thì bao gồm đảo phía Bắc và đảo phía phía Nam, đúng không? The North Island and the South Island. Okay. Disneyland ở bang California thì nó là một bang, chúng ta sẽ không dùng mạng từ, là một biggest là so sánh nhất nên chúng ta sử dụng mạng từ the, đúng không? Một trong những cái gì ạ? Trung tâm giải trí lớn nhất trên thế giới. Đó. Bangkok là cái thành phố làm sao ạ? Đông đúc nhất à, ta có từ most ở đây rồi thì chắc là sẽ phải là vơ rồi đúng không? For tourists in the Kingdom of Thailand là Vương quốc Thái Lan đó. Thì có từ kingdom thì nó sẽ có mạng từ the ở phía trước. Phần tiếp theo các con đặt under vào đúng vị trí. Ta có Canada là nước Canada đúng không? Còn người Canada thì danh từ số ít ta là gì? A Canadian, một người. Danh từ số ít là danh từ số nhiều. Đúng không? Một người Canada và đây là Canadian. Ok. The USA là nước Mỹ. American. Vì ở đây nó bắt đầu bằng nguyên âm. Và Americans là những người Mỹ. Ở đây ta có nước Anh. Đúng không? Và đây là những người Anh. Một người Anh. An Englishman. Englishman and the English. Và vì ở đây chúng ta có là gì ạ? Thêm mạng từ ở đây về số nhiều và nó là gì ạ? Nhóm. Đúng không ạ? Ta có New Zealander, người New Zealand và những người New Zealand, thêm S là danh từ. Alright. Và tiếp theo các con điền ơ ân vào các cái chỗ trống. Chúng ta có như sau. Người đàn ông ngồi cạnh tôi thì là một người Anh đúng không? An Englishman. Dòng sông Thames thì chảy qua thành phố London, như vậy đây là duy nhất. The River Thames runs through London. Here is, đây là bản đồ của thành phố Edinburgh. A map of the city. What? So sánh nhất đi rồi đúng không? The most popular sport in Canada. Môn thể thao phổ biến ở Canada là môn gì? Đúng không? Chúng tôi muốn đến thăm ở Sydney, một địa điểm thu hút khách du lịch đúng không? Ở Sydney. An attraction. Một địa điểm thu hút khách du lịch nào đó. Tượng nữ thần tự do thì đương nhiên sẽ phải là thơ rồi vì là gì ạ? Nó là duy nhất đúng không ạ, là một món quà từ người Pháp gửi tặng cho người Mỹ đó. Phần số 5, các con sẽ đánh dấu tick vào các cái câu mà mạo từ là chính xác và đánh dấu nhân vào các câu mạo từ là chưa chính xác. Chúng ta có là gì ạ? What do you call a person from England? Bạn gọi một cái người đến từ nước Anh gọi là người Anh đúng không? Như vậy câu này là chính xác này. Câu 2, Edinburgh là thủ đô của Scotland thì chúng ta có câu này là the capital city đúng không ạ? Câu số 2, Queenstown là một thị trấn làm sao ạ? Rất là tuyệt vời, rất là đẹp, rất là tuyệt vời thì các ông thấy amazing thì nó là bắt đầu bằng một nguyên âm nên ta dùng là un-amazingly beautiful town. Okay. Our ancient castle, an tourist attraction of. Ta có từ. Các con nhớ là gì ạ? Các cái lâu đài thì có phải là cái địa điểm thu hút khách du lịch ở Scotland hay không đúng không ạ? Tôi có thể nhìn thấy một cái hộp màu đỏ như thế nào, ở đây gọi là hộp, một điện thoại, bốt điện thoại, đây chúng ta dùng từ bốt điện thoại đây đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thì sẽ không phổ biến với những cái điều này lắm.
Và chúng ta sẽ có các câu với các đáp án chính xác cô giáo vừa mới đưa ra như chúng ta có ở đây. Alright. Rồi sang đến phần close the loop 2 thì chúng ta sẽ ôn về chúng như vậy chúng ta vừa mới đi qua phần close the loop 2. Chúng ta di chuyển sang phần communication. Các con sẽ trong phần Everyday English Communication chúng ta sẽ có hai nội dung đúng không? Phần đầu tiên Everyday English chúng ta sẽ nói về thể hiện khi chúng ta thể hiện cái sự ngạc nhiên của chúng ta sẽ nói như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của các bạn trước. Scottish men wear kilts, short skirts, at their traditional festivals. Wow! I didn't know that. In 2019, Walt Disney World in California attracted nearly 21 million visitors. Amazing! Thì các con nhìn vào những cái ô màu vàng chúng ta có ở đây thì là thể hiện sự ngạc nhiên của các bạn trước là một số các cái thông tin đúng không? Mark bảo là gì? Những người Scotland, người đàn ông Scotland thì người ta mặc cái chân có cái quần kilt là cái gì gọi là chân váy ấy, đúng không ạ? Cái áo ngắn và trong những cái lễ hội truyền thống của họ. Ồ, tôi không biết đến kiểu đấy. Bình thường người ta nghĩ đến cái gì ạ? Đàn ông thì sẽ không mặc váy đúng không ạ? Nhưng mà đấy là cái trang phục truyền thống của người dân ở quốc gia đó. Giữa câu chuyện giữa bạn Nam với các bạn Tom thì nói là gì? Thế giới Walt Disney năm 2019 ở bang California thì đã thu hút đến 21 triệu lượt khách du lịch và wow, thật là tuyệt vời. Như vậy có rất nhiều các cái thông tức là chúng ta rất là ngạc nhiên trước cái thông tin của chúng ta. Chúng ta sẽ có các cái ví dụ như chúng ta có là New Zealand là cái nước làm sao ạ? Cái không chất lượng không khí của nó là gì? Sạch nhất và an toàn nhất trên hành tinh này. Nó sẽ cũng rất ngạc nhiên vì điều này, đúng không? Không có con rắn nào ở New Zealand cả. Hơn một nửa các cái hồ trên thế giới này đến từ Canada. Thì ta thấy các cái thông tin trước cái thông tin đó thì chúng ta thể hiện cái I didn't know about that. Tôi không biết về điều đó. Hay các thông tin khác. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái gì ạ? Những cái sự thật rất là thú vị về các cái quốc gia nói tiếng Anh. Và đây chính là các quốc gia nói tiếng Anh chúng ta thấy có quan gia chính, đúng không ạ? Các con sẽ tìm làm việc theo nhóm, con thảo luận và viết cái tên của các quốc gia cạnh các thông tin này. Chúng ta có như sau ạ. Canada, nước Mỹ này, Vương quốc Anh này, Australia hay nước Úc này. Và New Zealand này vẫn là từ chúng ta đang nói đúng không ạ? Chúng ta có là gì ạ? Cái quốc gia mà làm sao? Có con kangaroos hay là con gấu gấu túi đúng nhỉ? Có là nước gì ạ? Australia. Ok, chuột túi, có xin lỗi, chuột túi, con gấu túi, chuột túi. Nước này thì có làm sao? Có dân số làm sao? Rất là lớn đúng không? Chỉ nhỏ hơn so với dân số Trung Quốc và Ấn Độ đúng không ạ? Và đó chính là nước nào các con? Nước Mỹ đúng không? Cái nước này thì làm sao nằm trên ở nằm gần so với cực Bắc và rất là lạnh vào mùa đông. Và cô giáo cũng đã có cơ hội đến nước Canada và thực sự là rất là lạnh các con ạ. Tiếp theo cái quốc gia này thì có làm gì ạ? Có gia đình hoàng gia và chính là Vương quốc Anh đúng không ạ? Cái hòn đảo nhỏ này thì ở Thái Bình Dương đúng không? Đại dương nó là Thái Bình Dương còn chính là nước New Zealand quốc đảo. Đây gọi là dịch là quốc đảo. Right. Và tiếp theo các con sẽ làm việc theo cặp đúng không? Con đọc các thông tin về các quốc gia này, con sẽ đánh dấu tích vào các cái cột đúng với bản thân các con. Nếu con đóng vai và con sẽ trả lời các cái câu hỏi. Đúng không? Cái này đúng. Cái này mới với con và cái này làm sao? Con biết điều này rồi. Ví dụ câu số 1 chúng ta có là gì ạ? Cái con cừu tức là có nhiều cừu hơn là so với người ở New Zealand. Around 6 có khoảng 6 con cừu trên một đầu người. Tức là gì, ở New Zealand thì số lượng cừu rất là đông, rất là nhiều, đúng không? Nếu như nó mới với con đánh giá như thế này. Còn con biết điều này rồi, con thể ở đây. Điều này là mới với cô chẳng hạn. Câu số 2, tượng nữ thần tự do thì ở thành phố New York, cô cũng đã biết điều này. Canada là nước có cái đường bờ biển dài nhất trên thế giới. Chúng ta cô cũng đã biết điều này, đúng không? Khoảng 90% làm sao người Úc thì sống ở bờ biển. Cô cũng biết điều này hoặc chưa biết tùy các con đúng không? Đấy là quan điểm của cô, còn của các bạn thì tùy các bạn, không có đúng sai trong trường hợp này các con nhé. Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất ở nước Anh. Đây có đây đúng không ạ? Tùy các con, với cô nó là như thế thì các bạn biết hay các bạn không biết là các bạn hỏi là gì ạ? I know this, okay? This is new to me. Con đưa ra các thông tin. Đấy, và chúng ta sẽ có là gì ạ? Bạn A sẽ nếu mà bạn biết rồi thì I know this, đúng không? Và nếu như mà con chưa biết điều này thì là this is new to me. Alright.
Sang đến phần tiếp theo con sẽ làm việc theo nhóm, con chia sẻ các thông tin con biết về các quốc gia nói tiếng Anh đúng không? Sau đó là con trình bày trước lớp dưới sự hướng dẫn của các thầy cô. Đó, với phần communication thì chúng ta đi qua là nội dung là như vậy. Tiếp theo chúng ta đi đến phần skills là kỹ năng. Thì các con sẽ đi qua kỹ năng đọc và kỹ năng nói. Chúng ta có làm việc theo cặp và các con sẽ thảo luận thông tin như sau. Ở New Zealand thì gần so với nước nào? Nước Úc, nước Mỹ hay là Vương quốc Anh? Chúng ta có gần nước Úc đúng không ạ? Đây là hai nước hàng xóm mà chúng ta có cụm từ Oceania là Đại Tây Dương đấy, đúng không nhỉ? Nước Australia, nước New Zealand thì nổi tiếng về cái gì ạ? Cái ngành công nghiệp điện ảnh này, hay môi trường tự nhiên này, hay các thành phố hiện đại đúng không ạ? Thì chúng ta có là môi trường tự nhiên rất là đẹp ở cái nơi này, đúng không nhỉ? Và như vậy con đoán thì chúng nó sẽ đọc các nội dung liên quan đến đất nước New Zealand, đúng không nào? New Zealand, đây con sẽ đọc qua cái thông tin. New Zealand là một quốc đảo ở Thái Bình Dương. Đó là một cái quốc gia làm sao thú vị nhất trên thế giới. Bất cứ nơi nào bạn tới thì bạn có thể thấy được cái cảnh tự nhiên ở đây rất là đẹp. Những dãy núi, những bờ biển luôn tỏa sáng, những thác nước rất là cao và những cái rừng rất là cổ. Bạn có thể đến thăm những đến thăm những cái nơi rất là đẹp. Nơi mà những cái được đóng các bộ phim đó là Chúa tể của những chiếc nhẫn hay là thành phố Queenstown rất là đầy tính lịch sử. Đây cũng là một cái đất nước rất là tuyệt vời dành cho những cái người yêu các hoạt động ngoài trời. Bạn có thể tìm thấy các hoạt động ở đây, ví dụ như là trượt tuyết, ví dụ như chèo thuyền, ví dụ như là đi bộ. New Zealand là quốc gia giàu văn hóa. Hầu hết các khách du lịch đến New Zealand thì rất là thích cái văn hóa của người Maori rất là độc đáo. Người Maori là người bản địa của đất nước này. Họ nổi tiếng với những cái hình xăm rất là độc đáo và cái điệu nhảy haka. Một cái chuyến đi đến đất nước này thì sẽ là một cái trải nghiệm mà bạn sẽ không bao giờ quên. Và như vậy chúng ta đang nói về nước New Zealand. Và chúng ta sẽ có là các cụm từ mà có nghĩa như sau. Shining, it means bright and sharp. Tỏa sáng, rất là sáng, có nhiều ánh nắng mặt trời. Ancient, cổ cổ kính đúng không ạ? Very old, very very old. Historic, important history, liên quan đến, rất là quan trọng trong lịch sử đúng không ạ? And rich means having a lot, và nhiều, đa dạng. Nhiệm vụ số 3 là các con sẽ đọc và các con sẽ trả lời 5 câu hỏi trong sách giáo khoa chúng ta có như sau. Câu hỏi số 1, New Zealand là một quốc gia rất là đẹp đúng không ạ? Okay, beautiful country, amazing natural landscape, alright. Môi trường cái điểm thu hút tự nhiên ở New Zealand là cái gì đấy? Thì chúng ta có là gì ạ? Chúng ta có đáp án là shining beaches. Đó, chúng ta có là shining beaches, các bãi biển luôn luôn có nắng. New Zealanders, những người New Zealand thì yêu thích các hoạt động vui chơi hay yêu thích thể thao và trò chơi đúng không ạ? Đây chúng ta có thông tin này. Lover of outdoor activity, can find something skiing, bush wash, okay, là các môn thể thao đúng không ạ? Haka dance is an example of, đây là một ví dụ của văn hóa của người Maori đúng không ạ? Đây các con nhìn xuống phần phía dưới. Và câu số 5 là gì ạ? Các tác giả đề cập đến cái gì đó, đồ ăn này hay là con người hay văn hóa như là một cái sự thu hút. Và đây cho nó là sự đa dạng về văn hóa đúng không ạ? Ta dùng từ đa dạng, là giàu có về văn hóa. Với phần speaking thì các con sẽ làm việc theo cặp. Các con sẽ ghi lại hai cái điều về con thích về New Zealand và sau đó con chia sẻ với cả các bạn trong trong cặp với bạn thân của mình. Đúng không? Chúng ta yêu thích New Zealand vì điều gì? Sau đó các con sẽ làm việc theo theo nhóm. Các con chuẩn bị một cái phần giới thiệu ngắn về đất nước Scotland giống như là nước New Zealand chúng ta vừa có. Sau đó con sẽ trình bày trước các bạn trong lớp. Đúng không? Ví dụ như là đây là phía bắc của Vương quốc Anh này, nó nổi tiếng về sự giàu có về văn hóa này, phong cảnh tự nhiên này, đúng không? Những cái lâu đài rất là cổ kính, đúng không ạ? Con có thể đi đến các cái hoạt động chỉ có ở Scotland thôi, ví dụ như là drumming là đánh trống này, dancing là khiêu vũ này. Con đi đến thăm lâu đài Edinburgh này, đúng không ạ? Đến hồ Knowledge, đúng không? Đến động hoàng gia và mọi người đây thì rất là thân thiện và rất là sáng tạo, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có thể có cái những cái mẫu nhất định để các con giới thiệu, nhưng chúng ta có thể có những cái cách khác nhau để chúng ta truyền tải được cái thông điệp của chúng ta về đất nước Scotland, đúng không? Tiếp theo trong phần skill số 2
Đấy, các con sẽ nói, chúng ta sẽ có về kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Ở đây các con sẽ làm việc theo nhóm, con sẽ nối các cái cụm từ với các bức tranh. Thì đây chúng ta có từ changing the world of the world là chúng ta thay đổi, đây gọi là bảo vệ, đổi vai, đổi ngôi đây đúng không? Buckingham Palace là cung điện Buckingham. Các con nhìn và nó có thể nhìn luôn ra là các hoạt động vì nó cũng khá là ngắn, khá là gọn đây đúng không? Đây cũng có đây đúng không? Con đây ở đây này chú ạ, Buckingham Palace. Alright. Và chúng ta sẽ tham gia một cái chuyến đi vòng quanh London. Đấy, các con sẽ nghe người hướng dẫn nói về cái gọi là lịch trình cho chuyến đi ở London. Các con điền và các con nghe và các bạn sẽ điền vào các chỗ trống chúng ta có nhé. Welcome to our one-day tour of London. At 9:30 a.m., we'll go to Buckingham Palace. The Queen and her family live there. You can see the Queen's beautiful garden and her collection of artworks. Remember to watch the changing of the guard at 11:30 a.m. We will then visit Big Ben. It is the clock tower on the River Thames. It is one of the most famous symbols of the United Kingdom. Lunch is at 1 p.m. You can then go around and take photos. We will return for a boat ride at 3:15 p.m. on the River Thames. You will see historic attractions along the river. We will return to our hotel at 5 p.m. Đó, chúng ta có đây nè, feel listen and feel the times. Con nghe và con điền thời gian vào đây đúng không? Vậy chúng ta có AM, PM. AM là buổi sáng, còn PM là buổi chiều đúng không? Và có dấu từ at đi kèm với các từ chúng ta có phía trước. Tiếp theo các con nghe và các con điền không quá một từ vào các cái câu chúng ta có. Welcome to our one-day tour of London. At 9:30 a.m., we'll go to Buckingham Palace. The Queen and her family live there. You can see the Queen's beautiful garden and her collection of artworks. Remember to watch the changing of the guard at 11:30 a.m. We will then visit Big Ben. It is the clock tower on the River Thames. It is one of the most famous symbols of the United Kingdom. Lunch is at 1 p.m. You can then go around and take photos. We will return for a boat ride at 3:15 p.m. on the River Thames. You will see historic attractions along the river. We will return to our hotel at 5 p.m. Như vậy trong lịch trình của một ngày chúng ta đi vòng quanh London thì chúng ta sẽ có các hoạt động như thế này, đúng không ạ? Như vậy các con hãy làm sao? Chúng ta sẽ có vừa với cái nội dung các con vừa mới nghe thì chúng ta sẽ làm gì ở đâu, đúng không? Chúng ta sẽ có các thông tin. Như 9 giờ sáng, 9 rưỡi sáng đến cung điện Buckingham, các con sẽ thăm gì nhỉ? Chúng ta thăm đến làm sao? Vườn của nữ hoàng này, đúng không? Chúng ta làm sao ạ? Nhìn thấy được cái bộ sưu tập mà nhìn gọi là xem được cái bộ sưu tập của nữ hoàng đúng không ạ? Bộ sưu tập và các tác phẩm nghệ thuật của nữ hoàng này đúng không? Ở đó là xem cái sự là mọi người làm gì? Bảo vệ ở cung điện thay đổi phiên như thế nào? Đấy, chúng ta đi từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta đi vòng quanh tháp Big Ben, chúng ta làm gì? Ăn trưa này đúng không? Chụp ảnh này. Chúng ta đi trên dòng sông Thames thì chúng ta làm gì? Đi chạy đi thuyền trên dòng sông và quay trở lại khách sạn. Chúng ta có lịch trình của chúng ta như vậy. Thì bây giờ các con sẽ tưởng tượng rằng là các con sẽ làm ra, con đã có một cái chuyến đi đến thành phố London rồi, con sẽ viết nhật ký là con bảy cuốn một con sẽ viết một cái nhật ký nó khoảng 70 từ về cái chuyến đi này dựa trên các thông tin số 4 chúng ta đã có. Đầu tiên con đi đâu, sau đó con làm gì, chúng ta có các cái thông tin đã có sẵn với các phần chúng ta có như vậy. Ví dụ như chúng ta có là gì ạ? Đầu tiên là chúng tôi đi đến cung điện Birmingham, chúng tôi đã đến thăm vườn của nữ hoàng, nhìn thấy này. Chúng ta sẽ đổi các cái động từ nó trừ từ hiện tại trở về quá khứ đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển sang phần looking back là các con ôn tập lại từ vựng và ngữ pháp. Thì trong phần từ vựng chúng ta sẽ có các từ với nghĩa của chúng tương ứng như thế này. Thì nó sẽ chọn các từ nào điền vào đây. Both Japan and New Zealand are. Các con nhìn thấy cái đảo này thì nó ở giữa biển đúng nhỉ? Đây là một quốc gia luôn. Thì ta có Nhật Bản và New Zealand thì là quốc đảo. Và chúng ta dùng cụm từ island country. Ok. Một cái điểm thu hút nó rất lớn ở Scotland đó là những gì ạ? Lâu đài, castles. Ok, is a castle.
Mọi người có thể đi ngắm cảnh bằng cách là đi river ride, ok, boat ride, chúng ta đi dọc theo dòng sông. Most Maori, hầu hết những người Maori, đàn ông những người Maori thì người ta làm gì ạ? Có cái hình xăm đúng không? Have tattoos hoặc tattoos on their arms. Alright. California nổi tiếng với những cái bãi biển làm sao ạ? Đường bãi biển thì làm sao? Rất là dài và có ánh nắng mặt trời rất là nhiều đúng không? Coastline or its long sunny coastline. Bài số 2 là các con sẽ lựa chọn các từ và hoàn thành các câu. What do you call people from Canada? Chúng ta gọi người đến từ Canada là Canadian. À, người nhiều người đúng không ạ? Và Canadians, right? Ở Scotland, làm sao ạ? Ở Scotland, với cái gì đó cảnh đẹp đúng không ạ? Chúng ta có từ amazing landscape. Tụi đã thu hút làm sao ạ? Hàng triệu khách du lịch hàng năm đúng không ạ? Bạn, cái gì làm gì đó đỏ của London đó là điện thoại, bốt điện thoại màu đỏ. Là có biểu tượng của thành phố London đó là gì? Đúng không ạ? Thác Niagara thì như thế nào đấy? Biên giới nữa, Mỹ và Canada, cô đã có cơ hội đến đây rồi. It's great attraction, điểm thu hút, đúng không ạ? Nhưng cô đã đứng ở bên bờ của nước Canada chứ không phải là bờ của nước Mỹ. Aboriginal are people of Australia. Cái người Aboriginal là người bản địa ở Australia. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ, với phần ngữ pháp các con sẽ ôn về ơ ân tơ này. Auckland là thành phố lớn nhất, đúng không ạ? So sánh nhất thì dùng mạng từ Rome. Ở phía bắc của the North Island of New Zealand, Island of New Zealand. Vì chúng ta có là phía bắc của cái gì đấy thì đã xác định rồi, đúng không ạ? Câu số 2 chúng ta có là gì ạ? Một cái lâu đài nào đó, đúng không? Nói chung, đúng không ạ? Là một cái gì ạ? Một cái tòa nhà rất là chắc chắc chắn đúng không ạ, với cái bức tường rất là cao và dày. Surrounding the UK, xung quanh Vương quốc Anh là đảo đại đại Tây Dương đúng không ạ, the Atlantic Ocean. Hawaii là một, đã có một bang của nước Mỹ đúng không ạ, thì Atlantic đại dương này, vương quốc này, nước Mỹ, chúng ta dùng mạng từ the. Điểm thu hút khách du lịch là một nơi này ở đây. Đúng không ạ? An interesting place for visitor. Bài số 4, các con sẽ làm gì? Gạch chân vào các cái thông tin mà chúng ta cần sửa. Ví dụ Ottawa là thủ đô của Canada. Nó sẽ thay cái từ ơ thành dơ bởi vì thủ đô là duy nhất. Anh ta là người anh ấy sống ở Oxford đúng không ạ? He's an English man. Khi bạn đi lại, bạn sử dụng một cái bản đồ. Bản đồ là bắt đầu bằng nguyên âm. Đó. Bạn có thể thấy tháp Big Ben, vì đây ta có là Big Ben là duy nhất nên con dùng bạn bạn từ dương. Người Canada thì thích cái môn thể thao khúc côn cầu đá, the winter sport. Đây là một môn thể thao mùa đông, đúng không ạ? Ta giải thích được đây là một môn thể thao mà thôi. Với phần dự án thì các con sẽ làm việc theo nhóm và con sẽ lựa chọn một cái quốc gia nói tiếng Anh. Sau đó con đưa ra tên này, địa điểm này, cái sức thu hút của các quốc gia đó là gì, và con sẽ giới thiệu cùng với cả các bạn và các thầy cô trên lớp sẽ hướng dẫn. Con sẽ thiết kế một cái affix đúng không, con giới thiệu cái nơi đó hoặc con sử dụng công nghệ thông tin, con có một cái bài trình bày và các bạn ở trong lớp sẽ bình chọn xem là cái poster hay là cái bài trình bày của nào của các bạn là hấp dẫn nhất, là thú vị nhất. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi chúng ta đã sử dụng các từ tới liên quan đến người này, địa điểm này, ở các quốc gia nói tiếng Anh. Chúng ta sử dụng giọng đi lên và đi xuống cho các câu hỏi một cách chính xác. Các con biết cách sử dụng ơ, ân, tơ và chúng ta thể hiện cái sự ngạc nhiên của mình. Chúng ta đọc về đất nước New Zealand, chúng ta nói về đất nước Scotland, Scotland ấy. Chúng ta nghe cái buổi hướng nghe một cái bài hướng dẫn về một cái chuyến đi xung quanh thành phố, và chúng ta viết nhật ký về cái chuyến đi chúng ta đã đi. Cảm ơn các con rất nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại các bạn vẫn xem video của cô Thúy. Cảm ơn các bạn luôn luôn đồng hành cùng với hành trình của cô, và chúc các con tiếp tục học vui trong tiến trình học tập của các con. Thank you and see you.